3. Put one of these words in each blank. 3. Điền một trong những từ này vào mỗi chỗ trống. 1. VY and I often do our homework after school. 1. V và tôi thường làm bài tập về nhà sau giờ học. 2. Nick plays football for the school team. 2. Nick chơi bóng đá cho đội bóng của trường. 3. Mrs. Nguyen teaches all my history lessons. 3. Cô Nguyễn dạy tất cả các bài học lịch sử của tôi. 4. They are healthy. They do exercise every day. 4. Họ khỏe mạnh. Họ tập thể dục mỗi ngày. 5. I study maths, English and science on Mondays. 5. Tôi học toán, tiếng Anh và khoa học vào thứ hai.